Alo mấy chị. Ơ thấy em không mấy chị? Hồi hôm không thấy thông báo luôn rồi. Nó mất tương tác lắm. Tại đây chưa bớt luôn. Bớt tương tác thì chưa đỡ luôn. Tao tấu sao không ta ơi, thấy tấu không ta? Mấy chị ơi thấy tấu không mấy chị? Mấy chị ơi thấy tấu không? Thấy tối không? Mấy chị ơi thấy tối không mấy chị ơi? Tao có cục mì kem là đưa chị cục nè. Hello mấy chị. Thấy tối không mấy chị ơi? Thấy tối không mọi người ơi? Em bây giờ lên viết nè, em có dưỡng trắng và xịt chuột không? Em có hết, lấy chị một một hũ bóng ca đen, bóng ca đỏ, bóng ca trái cây, xịt chuột hít mũi ông già có luôn. Xịt chuột bao nhiêu tiền hả? 87.000 và đây giảm thêm 10% nữa chị. Ở đâu đổ ra đây, đổ ra đây, chồng bao qua kho hả? Bà chị cho bệnh á, có bà chị bệnh á, uống cà phê không? Ra góc đây nè, mua cà phê đi ra uống. Dạ, chị vẫn nè, 4K nè, 4K đen nè. Hơi tối hả? Chiếc cha hơi tối luôn nè. Thấy em không mấy chị, thấy rõ không? Để phòng cũng quá lên giùm nha. Hai ba cái á. Nó còn ghét lên. Cái gì vậy? Hả? Không hay là mẹ, không bao giờ á. Dạ, 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 dạ. Không, kêu con chưa hiểu á, làm cho. Kêu không anh mày kìa. Một hộp 4K trái cây họ, dạ chị, 4K đen 119.000 giảm cho 10%. 4K trái cây 119.000 giảm cho 10%. Em mới chịu nha. Sao ta ơi, sao nó tối tối ta? Cái mặt tiền này cũng được nè. Sáng hơn không? Sáng hơn không mấy chị? Mọi người ơi thấy sáng hơn không mấy chị? Thấy sáng hơn không mấy chị ơi? Sáng hơn không? Xịt chuột là đủ chuột đi. Tao đưa chị cho xịt chuột. Mấy chị ơi thấy sáng hơn không mọi người? Thấy sáng hơn không? Thấy sáng hơn không mấy chị? Thấy sáng nè. Ôi mấy chị nó không sáng gì à? Hơi tối á. Bữa nay cái dây dép hết mấy chị nha. Ân gì ủng hộ em ha. 4K đen, 4K đỏ, 4K trái cây đồng giá 119.000 nha chị nha. Và giảm luôn 10% nữa. 10% mới là ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Và em chắc cái like này thôi mấy chị ơi. Tối nay em soạn hàng và mai em bay Thái sớm rồi. Tối nay em cũng nghỉ like để em soạn hàng. Ngày mai em bay Thái rồi. Cho nên có thể là tối nay em cũng không like nữa nha. Dạ, mấy chị có ân gì á, mấy chị có ân gì á thì mấy chị cứ lên đơn giùm em ha. Rồi 4K đen, 4, à quên, 4K đỏ, 4K đen, 4K trái cây đồng giá 119.000. Các chị nào ân lên giùm chị em ha.
À, không 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 có Thảo Nguyên ơi, không có, không có nha Thảo Nguyên. Và cho mấy chị nghe, chống nắng nano như chị, ok em. Xịt chuột là xịt đuổi chuột, chuyên về đuổi chuột, trùm về đuổi chuột, rất là hay luôn. Một chai xịt đuổi chuột như thế này là 120, em giảm với chị còn 87.000 và giảm thêm 10%. Tính ra còn có 70 mấy ngàn thôi, cho nên rất là rẻ. Chị nó ấn ức ghi giùm chị em là xịt chuột. Xịt chuột 87.000 giảm thêm 10%. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Còn serum cà chua đen luôn em, 95.000 và giảm thêm 10% em. Serum cà chua đen 95.000 và giảm thêm 10% ha. Rồi chống nắng nano chị nó ân lên nha. Cái xịt chuột này hay lắm mọi người. Ví dụ như ở trong nhà có chuột, gầm nhà, gầm giường có chuột, trần nhà có chuột, gầm xe hơi có chuột, xung quanh nhà có chuột, trong tủ bếp, tủ nhà có chuột, mấy chị xịt cho em. Xịt xung quanh này là nó đi hết trơn à. Hay lắm, 87.000 giảm thêm 10% nha mấy chị nha. Chị mới đặt hồi tối hả? Chị đặt hồi tối qua hả? Ngày hôm qua hả chị? Ngày hôm qua thì ngày hôm nay mới chốt. Quên. Ngày hôm qua thì chắc chiều tối ngày hôm nay mới chốt nha mấy chị nha. Bữa nay đang lô bô quá. Đây cái quạt này em mua 1,000,000 nè. Hà hà mày mí mày níu ăn bên cái hả? Ồ không phải. Cái quạt 1,000,000 của em để trên lầu rồi. Không, em không mua đâu. Nắng lắm. 1,6 triệu mà em chưa có tính tiền công, chưa có tính tiền vận chuyển, chưa có tính gì hết. Mà được một phát, trời quạt một phát nó sướng cái nư lắm mấy chị. Giờ chuẩn bị qua đây, chuẩn bị em đi siêu thị nè. Qua đây em đi siêu thị chắc em lấy phải là 3 cây nữa. Mới bữa em lấy 2 cây rồi, em gì em quạt thử, em xài thử coi nó ok không. Tại cái nhà em nó người đông, người đông cho nên là sạc coi thử quạt nó mát không. Mà công nhận nha mấy chị nha, xài sướng lắm, mà nó nặng lắm. Có nghĩa là do cái khung sắt của nó nặng, nó rất là chắc chắn luôn nha mấy chị. Mà quạt nó mát cực kỳ, công nhận ha, cái quạt nó mặt mát. Em nói thì cái quạt này nha bà, cái quạt này em mua cũng mấy trăm ngàn, 700-800 hay cả triệu gì chứ ít đâu. Cái quạt thì đây nè, ACE gì đây nè, mã họ em nói thiệt với chị nha, công suất của nó mà mặt số lớn nhất nó chỉ bằng, nó chỉ bằng một nửa so với cái quạt mà số nhỏ nhất của Thái thì mấy chị. Còn cái quạt mà cái công suất mà lớn nha là phải quạt cái phòng bự, có nghĩa là cái số lớn á mấy chị là quạt bự. Nói chung là khó lắm mấy chị. Rồi mấy chị nha, nói chung là vậy đó. Rồi mấy chị nha, xịt chuột hết cũ rồi. Có em có chia sẻ giùm chị nha. Hôm nay có chia sẻ like, có tặng quà ha. Xịt chuột 87.000, xịt ở chỗ gầm xe hơi có chuột, trần nhà có chuột, xung quanh nhà có chuột, bếp có chuột, chỗ nào có chuột mấy chị xịt cho em. Xịt là nó đuổi không còn một con. Xịt chuột rất là hiệu quả của Thái Lan. 87.000 lên đơn giảm như 10%. Rồi mấy chị nha, 87.000 giảm như 10%. Rồi chống nắng nano này mấy chị, 24K đen và ok chị. Chống nắng nano collagen, chống nắng nano collagen. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Một sức miệng và ok, ok nè, ok em nè. Đây mấy chị nha, đây. Này mấy chị, chống nắng nano, dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan. Dòng kem bán siêu chạy của Thái Lan luôn. Dòng kem chống nắng rất là hot của Thái Lan luôn nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị coi giùm cho em nè. Đó. Dòng kem chống nắng này mấy chị coi giùm cho em nè. Đó, nè mấy chị nha, dòng kem chống nắng này. Đó. Nha chị nha, thứ nhất nó vừa chống nắng, thứ hai là nó vừa dưỡng trắng cho mấy chị ban ngày luôn, thứ ba là mềm da, mịn da và mướt da, cái thứ tư đó là nó giúp cho mấy chị mắc ấp, có nghĩa là nó có một cái lớp phấn, gọi là một cái lớp kem, gọi là kem trang điểm nhẹ trên da cho mấy chị. Và cái thứ năm, cái quan trọng nhất đó là nó bổ sung collagen mấy chị ơi. Thoa tới đâu nó mướt tới đó này mọi người, coi này, cái da đẹp lắm mấy chị, coi giùm em này. Đó, một hũ này là 120, bữa nay giảm còn có 69.000 à, và giảm luôn 10% nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy luôn giùm chị em chống nắng nano 69.000. Chị nào lấy chống nắng nano 69.000 lên đơn. Chống nắng nano 69.000 lên đơn. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, em chuyên hàng Thái chứ em không có hàng Hàn chị ơi. Chống nắng nano 69.000 lên đơn. Chống nắng nano 69.000 lên đơn. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. 69.000 thôi nha mấy chị nha. Xài ngon lắm mọi người. Nó vừa chống nắng, nó vừa dưỡng trắng, nó vừa mắc ấp, nó vừa đẹp da, nó vừa bổ sung collagen. Và đặc biệt là không lộ vân kem. Mấy chế coi giúp em này. Mấy chế thòa từ đầu là da kem nó thấm vô da, nó mềm da, nó mịn cái vùng da đó. Nó đẹp tự nhiên chứ nó không có lộ vân kem. Nó không có lộ vân kem như những dòng khác nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Có nhiều dòng mấy chị thoa lên cái biết xài kem liền. Nhưng mà nano mấy chị thoa lên á là người ta không biết mình xài kem, bởi vì nó đẹp tự nhiên, không có lộ vân kem gì hết á. Ví dụ mình có khuyết điểm, có nám, có sạm, có không đều màu, nó chia khuyết điểm cho mình, nhưng mà không lộ vân kem nha mấy chị. Nó ok là chỗ đó đó mọi người. Cho nên xài tốt lắm, em rất là thích xài loại này. Nhà em tụi nhỏ nó xài không luôn mấy chị. Mấy đứa này nó toàn xài nano không chứ gì. Đứa nào cũng xài nano hết trơn mấy chị, bởi vì xài nó tốt. Nói về lâu về dài là nano nó ok lắm ha. Chị có chị 2 cây xịt chuột và 1 cây bút.
kẻ chỉ màu đen chỉ đen mày. Chị ơi, kẻ mày á là màu nâu chứ không có màu đen nha chị nha. Và 10 bịch cá tẩm không cay, 5 bịch rong biển, 2 loại da chị. Nhưng mà chị ơi, cái cây kẻ mày là em chỉ có nâu chứ em không có đen nha chị. Dầu gọi em chỉ có dầu xả thôi, em không có dầu bưởi nha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Chống nắng nano 69, chống nắng nano 69 lên đơn. Rồi nha mấy chị nha. Rồi còn đặc trị thâm nắc này mấy chị. Mấy chị ơi coi ưng cái này không. Hồi bữa em đi mua, hồi bữa bên Thái em đi mua, em đổ trên mát. Có chén đâu ưng à. Có chén đâu ưng cái nón này không. Có chén đâu ưng cái nón này không. Chiếc này em qua em gom cho. Có chén đâu ưng cái nón này không mấy chị. Mấy chị nào ưng không? Ưng không chuyến này em qua em gom. Mát lắm mấy chị. Nè mát lắm, đội đã mấy chị. Có chị nào ưng không? Đây mấy chị nha, xịt chuột hả? Xịt chuột bao nhiêu ml hả? 200ml nha chị ơi, 200ml. Đây mấy chị nha, có màu à? Có một màu thôi, rồi mấy chị nha. Không có nha Minh Thông Nguyễn ơi. Đây mấy chị nha, một đôi dép Fendi đen size 38. Ok chị Minh Nguyễn, 4k đồng giá 119.000 em. Hai có chai trào ngược dạ dày bao tử, chốt hai chai. Có luôn. 4k trái cây 119, 4k đen 119, 4k đỏ 119 thì giảm luôn 10% nha mấy chị nha. Không chị, để em từ từ à, em qua em coi em lấy sỉ rồi sao ạ à? Nha chị nha, để em coi à, chứ mua lẻ là 75.000 á. Để em qua em coi thử à, mình mua sỉ rồi coi thử chị ha. Nó có giảm thêm nữa không nha chị nha. Để em coi thử mà mấy chị có ưng không. Mấy chị có ưng không. Mấy chị có ưng không. Nhưng mà mấy bà có ưng cái này không. Để biết ngỡ tôi gom này. 75.000 á, 75.000 là em mua lẻ á. Còn không biết mua sỉ chắc cỡ tầm 6 mấy ngàn á. Nó giảm thì nó giảm cỡ tầm chắc còn 65.000 á. Rồi mấy chị nha. À, chống nắng năng pha phải tầm 5 ngày nữa mới có hàng. Chị có ân không, đợi giùm em được không. Rồi nha mấy chị ơi. Đây đặc trị thâm nách và hơi nách giùm cho em. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy nước còn thâm, mấy chị xài cho em. Cái thứ hai là bị hơi nách, già hơi nách, trẻ hơi nách, đàn ông hơi nách, đàn bà hơi nách, chị em phụ nữ mình hơi nách mấy chị xài. Mà xài là sẽ hết thâm và hết thôi. Em không cần biết bí chế bị thâm bao lâu, bị thâm bao nhiêu năm, chỉ cần biết mấy chị bị thâm nách và hoa nách là mấy chị xài. Mà xài là sẽ hết dùm cho em, nó hiệu quả lắm luôn á mọi người. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Cứ chị em đặc trị thâm nách 87.000 và giảm luôn 10% nữa. Chị nào lấy lên giùm cho em đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Rồi nha mấy chị nha. Con nít thở mới 7 tuổi mà bị trào ngược dạ dày rồi nè. Nói chung là hồi giờ không có biết cái đó con nít có uống được hay không, là chưa từng bao giờ hỏi luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Đặc trị thâm nách bữa nay có 87.000 à. Mấy chị tranh thủ ha. Thâm nặng ơi là nặng luôn, mấy chị xài cũng hết. Mà hôi nặng mùi cực kỳ luôn, xài cũng hết cho em. Không cần biết mấy chế bị thâm bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, chỉ cần mấy chế bị thâm nách rồi bị hoa nách thì mấy chị xài. Mà xài là sẽ hết giùm cho em ha. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em là đặc trị thâm nách 87.000. Đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Rồi nha mấy chị nha. Còn cái này là set kem đánh răng ông già này mấy chị, một set thay tiếp. Những cái dòng mà coi như là bán rất là chạy mà mấy chị sử dụng thường xuyên, sử dụng hàng ngày thì mấy chị nên mua luôn ha. Rồi một set kem đánh răng ông già nó gồm có hai tiếp. Nó chuyên đặc trị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, đặc biệt là bị hôi miệng, mấy chị sử dụng dùm cho em. Một set hai tiếp giá của nó từ 145.000, em giảm mấy chị còn 85.000. Hôm nay giảm thêm 10% nữa. Rồi chị nào lấy lên giùm em chị còn tính là 70 mấy ngàn à. Chị nào lấy ghi giùm em set kem đánh răng ông già 85.000. Set kem đánh răng ông già 85.000, chị nào lấy lên em. Dạ dạ, chị cứ lên đơn là có hàng nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Bùi Thị Kim Ánh ơi, mai bay Thái mai nhắc được không? Ví dụ như qua Thái rồi á, có chị nào hỏi cái đó thì mấy chị nói em nha. Nó cùng hãng á. Đánh đánh nó cùng hãng với cái này này. À nếu như mà có ưng á thì nói là ờ Thủy ơi nhớ lấy cho chị 2 hũ 88, 3 hũ 88, 4 hũ 88 gì đó nha. Nói em lấy chưa ha. Rồi mấy chị nha, chứ còn ở shop không có nha mấy chị nha. Tại vì khách em toàn xài cái này không, không có xài cái đó, cho nên là có cái đó mà ai có ưng thì nói em lấy cho. Nhưng mà qua Thái đi, ngày mai qua Thái rồi, phải tối mai em mới ra được nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em xách kem nó ra ông già. Chị nào bị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng thì mấy chị sử dụng giùm cho em.
nhà mấy chị nha, đặc trị trắng răng, đặc trị vàng răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị vôi răng, đặc biệt là bị hôi miệng. Và thêm nữa chị em nè, có chồng hút thuốc nhiều bị vàng ổ chân răng, có hút thuốc nhiều bị hôi miệng, mình bản thân mình cơ địa mình bị hôi miệng, mình bản thân cơ địa mình ăn đồ ăn mặn bám ở trên chân răng của mình, thì mấy chị sử dụng hàng ngày dùm cho em. Mà một tiết như thế này nó tới 150ml, 150g chứ là nó rất là nhiều, mà hai tiết tới 300g. Mà mấy chị sử dụng đi, lần mấy bà sử dụng cục này chứ bà sử dụng nữa nè, mấy bà nghĩ đi, là nó tới 300g này mình sử dụng rất là lâu luôn. Cho nên là mấy chị nó ơn thì ghi dùm cho em là xét kem nó đang âm già nha. Xét kem nó đang âm già 87.000, ôi lộn 85.000 và giảm như 10%. Rồi chị nào lại lên đơn dùm cho em. Cái nĩa này đâu? À không hết đâu chồng, đừng có lên, đừng có tính không. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha, chị nào lấy giùm em. Dầu bông lúa 45.000 và giảm thêm 10% nữa chị. Dầu bông lúa 45.000, đưa chị dầu bông lúa với. Dầu bông lúa 45.000 và giảm thêm 10% nữa nha chị nha. Rồi xích kem đánh răng kìa, giảm 10%. Rồi đủ rồi chị, giảm 10%. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Này chị, dầu bông lúa này, dầu bông lúa đa năng của Thái Lan, mấy chị tranh thủ mua đi mấy chị, bữa nay giảm giá rất là rẻ luôn. Nha mấy chị nha, dầu bông lúa đa năng của Thái nha. Chị ơi, chốt đơn chưa chốt rồi là nó đang đi á chị à. Ba nắp và sắc kem răng nha em. Dạ ok chị, là 3 thấm nắp và 1 sắc kem răng già. Rồi nha mấy chị nha, 2 sắc kem răng già, ok chị. Rồi cái này nè mấy chị ơi, cái này á là dầu bông lúa đa năng, nó điều trị cho mấy chị nè. Đứt tay chảy máu là nó cầm máu sát khuẩn nhanh lành vết thương. Mấy chị bị đứt chân chảy máu, cầm máu sát khuẩn nhanh lành vết thương. Mấy chị bị nước ăn chân ăn tay, mấy chị xức vô cho em. Mấy chị lấy phế móng chân móng tay giờ bị sưng bị nhức, nó hành làm máu làm mũ lên, mấy chị xức cho em. Mấy chị bị ong đốt, mấy chị xức vô nó giúp cho mấy chị giảm sưng giảm đau cho mấy chị luôn. Mấy chị bị bỏng, mấy chị xức cho em, bỏng nhẹ thôi nha mấy chị nha. Tới dụ mấy chị bỏng nước sôi, nó văng đồ bỏng đồ, mấy chị sợ nó phồng lên nó dợp rồi nó để bị thâm bị đồ thì mấy chị xức cho em luôn. Nói chung dầu bông lúa rất là đa năng. Một chai như thế này người ta bán mấy chị là 75, 85, 95 ngàn lần, em gom mấy chị 45 ngàn, rồi giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi cho em dầu bông lúa 45 ngàn, dầu bông lúa 45 ngàn, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Dầu bông lúa 45 ngàn lên đơn, dầu bông lúa 45 ngàn lên đơn nha mấy chị nha. Đưa chị một cái chai viêm năng long luôn. Rồi mấy chị nha, thấy chị không, chị hỏi cái gì hả? Chị đặt hàng này chị cứ lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Mắt kính có luôn chị, mắt kính là em sale mà giảm giá rồi chị. Rồi chị nào lấy cứ giùm chị em dầu bông lúa đa năng lên đơn 45 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Đặt chị trắng răng ok chị, dầu bông lúa này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Đây nha mấy chị nha. À, đây viêm năng long, viêm năng long em có hai loại. Chai nhỏ là 40ml, ở lộn chai nhỏ là 30ml 49.000. Chai lớn là 60ml là 69.000. Nha mấy chị nha, đây, đây chai nhỏ nè. Rồi nha mấy chị nha, kệ nó, nói chung là chai nhỏ là 30ml, chai lớn là 60ml. Mấy chị lấy chai nhỏ thì 49 mà chai lớn là 69. Thứ nhất cái này là viêm năng long, là nó chuyên đặc trị vào viêm năng long cơ địa. Nha mấy chị nha. Đầu tiên là bắt đầu nó nổi sưng 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 cái hột nhỏ nhỏ lên. Sau đó mấy chị ngứa, mấy chị gãi, từ cái hột đỏ nó chuyển qua cái hột đen. Đâu là nó sần lên hết, nó ngứa, nó làm mấy chị gãi từ hột đỏ chuyển qua hột đen. Rồi là bắt đầu là nó thâm lại. Mấy chị sử dụng cái này cho em ngày 2-3 lần vô. Nhưng mấy chị nha, hay lắm, nó điều trị viêm năng long, cây la của Thái hay lắm. Một chai đặc trị viêm năng long, em gom mấy chị chai nhỏ 49, chai to 69. Ân chai nào lên cho em chai đó, nha mấy chị nha. Ân chai nào lên cho em chai đó, ân loại nào lên cho em loại đó nha. Gửi cho em viêm nang long lớn, viêm nang long nhỏ là em biết ngại em tính tiền mấy chị ha. Rồi mấy chị nha, hai chai siro em bé, siro canxi với nha xanh hình. Rồi nha mấy chị nha, còn cái hít mũi ông già này mấy chị. Chết đi. Chị ơi kem năng pha, 5 ngày nữa có hàng chị đợi giúp em được không chị Nhiễm Thị Ngọc Hà. 5 ngày nữa mới có hàng chị ơi. 5 ngày nữa có hàng nha chị nha, 5 ngày nữa nha chị, 5 ngày nữa là có hàng tại shop á chị nha. Chị đợi được không, ngày mai em bay Thái rồi. Rồi, hít mũi ông già, chị nào ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh. Hít cho em, một hơi thông lên tới não luôn. Một hít mũi ông già, em bán mới chế giá sale 19 ngàn. Xài ngon lắm, đỉnh tiết mấy chị. Lỡ xui xui nhiễm Covid, mấy chị hít cái này nhanh hết lắm. Mấy chị bị nghẹt mũi, ngứa mũi, khó thở, khó chịu, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng kinh, mấy chị hít cho em. Một ống hít mũi hai đặc, ôi một ống hít mũi ông già, em bán mới chế 19 ngàn.
và giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em hít mũi ong già. Nha mấy chị nha, hít mũi ong già, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Hít mũi ong già 19.000, hít mũi ong già 19.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Rồi chị nào lấy hít mũi ong già lên giùm cho em. Nha mấy chị, con chị ghiền hít này lắm Thủy. Trời ơi xài ghiền ha, con nít con ghiền nó chừng lắm. Nhưng mà con nít không được hít nha. Con nít không được hít cái loại của ong già đâu. Con nít thì không nên xài. Con nít là em bé dưới 12 tuổi không nên xài, mấy chị nên xài cho người lớn thôi ha mấy chị. Còn em bé thì nên dùng cái hít mũi hai đầu á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em hít mũi ong già lên đơn, hít mũi ong già lên đơn có 19.000 thôi mấy chị, ok lắm. Rồi đây dép này mấy chị đang rất là hot luôn, người ta xách tay về 200, 220. Em sale mấy chị mấy hôm là 115.000 đúng không, hôm nay sale luôn còn 99.000 và giảm thêm 10% nữa mấy bà ơi, nhức cái nách chưa. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Trời ơi siêu đã luôn, siêu êm luôn, siêu ok luôn, siêu tốt luôn, siêu nói chung là siêu thích luôn. Mấy chị ơi đẹp lắm. Gửi cho em dép bánh mì kẹp màu hồng 35 cho tới 40, 99.000. Dép bánh mì kẹp màu trắng 35 cho tới 40, 99.000, size từ 35 cho tới 40 mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Gửi giùm cho em là dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Bánh mì kẹp màu trắng từ 35 cho tới 40, bánh mì kẹp màu hồng từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu đen là 35, 36 và 39, 40. Bánh mì kẹp màu kem là chỉ có 39 và 40 thôi. Chị nó ơn ghi giùm em dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size lên đơn giùm em. Màu kem 39, 40. Màu đen 35, 36, 39, 40. Màu hồng từ 35 cho tới 40. Màu trắng từ 35 cho tới 40, 99.000. Và giảm thêm 10% nữa, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Và giảm thêm 10% nữa, chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào ưng dép bánh mì kẹp lên đơn giùm chị em. Bữa nay rẻ quá mọi người, rẻ lắm luôn á. Chị nào ưng lên giùm chị em ha, dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Bánh mì kẹp màu trắng từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu hồng từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu đen 35, 36, 39, 40. Bánh mì kẹp màu kem 39 và 40 thôi, 99.000. Rồi chị nào lấy ghi giùm chị em dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size. Rồi lên đơn, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Nha mấy chị nha, cái mã này chứ mà mang ngon lắm mấy chị. Nhận hàng á là mấy chị thích lắm. Thị ơi, dép đẹp lắm thị ơi, dép ok lắm. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Có một à lộn 99.000 à. Rồi chị nào lấy ghi giùm chị em dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size nha. Dép bánh mì kẹp kèm màu kèm size giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha. Rồi cái này là dép Dior này, Dior em còn này. Dior mã 2, em có size là màu đen là 36 cho tới 39 thôi. Dior mã 2 em còn size 36 cho tới 39. Nè mấy chị, dép có gắn cúc này mọi người. Em cực kỳ luôn, từ 36 cho tới 39. Em sale mấy chị có giá là 145.000 và giảm thêm 10%. Rồi, Dior mã 1 thì từ 36 cho tới 40. Dior mã 1 thì từ 36 cho tới 40. Dior mã 2 màu kem từ 36 cho tới 40. Dior mã 2 màu đen là 36 cho tới 39 thôi. Em sale mấy chị 145.000 và giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi giùm cho em nha mấy chị nha. Dép Dior mã 2 kèm màu kèm size. Dép Dior mã 2 kèm màu kèm size. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Dép Dior mã 2 kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Chị ơi em nói chị nghe nè. Như hàng ở Việt Nam mình đi chị, có mã nó ghi, có mã nó không có ghi. Chị có mã nó ghi, chị không tin chị đi qua Thái đấy chị đi du lịch đi. Mấy chị đừng có bắt bẻ em cái việc đó, nó không có đáng đâu mọi người. Chút xíu gì mấy chị cũng bắt bẻ với em nữa. Bây giờ em hỏi chị nè, em hỏi chị nè, bây giờ hàng của Việt Nam mình đi, có cái nó có ghi make in Việt Nam, có cái nó không ghi make in Việt Nam. Hàng Thái cũng vậy, có cái nó ghi make in Thái Lan, có cái nó không ghi chữ make in Thái Lan, đúng không chị? À, bây giờ mà mấy chị cứ theo mấy chị bắt bẻ em từng chút một, chị không tin chị đi du lịch bên Thái Lan đi. Chị đi bên du lịch Thái Lan đi, chị mua giùm em thử đi là chị biết liền luôn. Cái nào nó có ghi á, thì em hay nó có ghi. Bây giờ cái đôi dép đó nó đẹp, nó hợp túi tiền với mình. Mà mình bắt buộc nó này, bây giờ phải in cho tôi cái chữ mắc in Thái Lan vô đi rồi tôi mới mua hả? Nó nói dẹp mày, dẹp đi mày, ưng mày mua ưng thôi chứ ai đâu mà ấy. Bây giờ chị phải bắt bẻ với em nữa. Trời ơi chị ơi, em nói thiệt, cái đôi dép đó nó đẹp. Mình ưng cái đẹp đó, mình ưng cái bền của nó, mình thấy nó ok, hợp túi tiền thì mình mua thôi. Nhưng mấy chị nha, chứ bây giờ này cũng có mẫu nó ghi, có mẫu nó không ghi thì giờ làm sao. Cái nào mà nó có ghi á thì á là nó ghi, còn nó không ghi là kệ nó, chị em nói. Còn cái nào mà nó có ghi mắc in China là em sẽ nói ừ cái mẫu dép này
là của bên Thái, em sắp tay gì, nhưng mà nó có ghi chữ mắc mắc in China, là em sẽ nói để cho mấy chị biết. Còn những cái chỗ khác kia xin lỗi mấy chị nha, không bao giờ người ta nói mấy chị một câu nào đâu. Ưng thì mấy chị mua phỏng ưng thì thôi, chứ không bao giờ người ta coi cái mã hàng, chứ người ta cũng không coi là quan trọng là nó ghi cái chữ mắc in ở đâu. Nó không có ghi cái chữ mắc in ở đâu, nó không có nói đâu. Có phải là nó order nó sắp tay gì cho mấy chị á, nó chụp cái hình lên ở phía dưới đế nó vẫn ghi là mắc in China. Em á thì em vẫn hay nói với mấy chị, à, chị ơi cái đôi dép này nè em mua bên Thái, nhưng mà nó vẫn ghi ở chỗ này á là mắc in China. Có chị nào ưng thì lấy, tại vì thật ra hàng của Quảng Châu nó mang nó rất là ok. Phải nói là rõ ràng là như vậy, hàng của Quảng Châu mắc mang rất là tốt đúng không? Ai cũng biết điều đó hết trơn á. Còn bây giờ em đi hàng Thái mà em thấy mà nó có lộn vô cái chữ mắc in China, có nhiều chị rất là khó chịu. Cho nên em cũng phải nói để cho mấy chị biết là cái chỗ đó nó có ghi mắc in China. Nhà mấy chị còn có nhiều người xách tay gì em đối với chị nó ngồi nó giải thích từng câu như em đâu mấy chị, không bao giờ có đâu. Nhà mấy chị nha. Ô em cũng không biết nữa. Trời ơi thiệt luôn, thiệt sự luôn. Mấy chị không tin mấy chị đi du lịch đi, thiệt. Nói chung là thông cảm giùm em đi mọi người. Thì còn cái chuyện mà ví dụ như là bây giờ nó có ghi mắc in China thì em sẽ nói mấy chị thấy em rất là kỹ không? Em sẽ nói, ồ chị ơi, cái này nè, nó là hàng em mua tại bên Thái nhưng mà nó ở chỗ này nó có ghi là mắc in China, có nghĩa là nơi sản xuất của nó là ở mắc in China. Em sẽ nói rất là rõ. Nhưng mấy chị, nói chung là mình cũng như em cũng vậy, có nhiều đôi mắc in China giá họ còn cả triệu bạc luôn á. Em ưng thì em mua gì em mang vậy thôi, chứ em cũng không có này kia gì hết đó mấy chị. Rồi ha, thông cảm giùm em nha. Nhận được thông báo họ, mày có nhận được thông báo à? Nó bị bớt tương tác nữa rồi chị, chán sao mà chán luôn á. Rồi đi o mã 2 màu đen 36 ok chị. À, rồi nha mấy chị nha. Và nano đẹp lắm thì ơi, nhưng tiếc quá không có màu trắng. Không có màu trắng luôn chị. Không có một cái màu trắng luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nội ơn ghi giùm em. Đi o mã 2 em có màu đen từ 36 cho tới 39. Đi o mã 2 màu kem từ 36 cho tới 40. Như cái đôi này nè, người ta còn xách da tay gì ở có chỗ nó xách đỉnh điểm 280 luôn á mấy chị. Em gom mấy chị có 145 cho mấy. Thiệt mấy chị ơi, mà mang nó bền và nó êm lắm. Mình mang đi nó êm lắm luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Mấy chị đặt hàng cứ lên đơn là có, đặt hàng lên đơn là có giùm em ha. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Đi o mã 2 kèm màu kèm size. Đi o mã 2 màu đen 36, 37, 38, 39. Đi o mã kem màu mã 2 màu kem 36, 37, 38, 39, 40. Màu kem thì có tới 40, nhưng màu đen nó tới 39 thôi. Chị nào ưng ghi giùm chị em là đi o ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Rồi nha mấy chị, còn em có thêm cái mã Fendi nữa nè mấy chị. Á em mặc hết hàng rồi phải không? Á em mặc hết rồi. À coi thử mẫu á em mặc hả? Em sale còn 150 nè. Mà giảm thêm 10% hả? Trời ơi ngáp rồi luôn. Rồi mấy chị nha, sale 10% lại hết nhiêu nữa. À nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Đi o màu kem dạ ok chị. Còn mã FF là từ 36 cho tới 39 giùm em. FF màu kem 36, 37, 38, 39. FF màu màu đen chứ, FF màu đen, FF màu kem từ 36 cho tới 39. Đẹp lắm, có 145.000 à. Đế cao 4 phân, nâng dáng nâng phơm cho mấy chị rất là đẹp luôn ha. Chị nào ưng ghi giùm chị em ạ. FF màu đen từ 36 cho tới 40. FF màu kem từ 36 cho tới 40. Em gom mấy chị giá sale 100 nhiêu quên rồi. 145.000 và giảm thêm 10%. Ở đây nó có gắn cúc nha mấy chị. Ở đây nó có gắn cúc cho nên đẹp lắm. Chị nào ưng thì lên giùm em ha. FF màu kem từ 35 cho tới không, từ 36 cho tới 39. FF màu kem từ 36 cho tới 39 145.000. Rồi chị nào lấy FF lên giùm em FF nha mấy chị nha. Đi o mã 2 giờ ok chị nè. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm chị em ha. Chị nào ưng lên giùm chị em nha mấy chị. Rồi đây cái mã này mới nhận dép đặc biệt lắm nha, bánh tim cảm ơn chị. Dép này mang im chân đã lắm dạ. À dạ mang, à cảm ơn chị bánh tim. Hít mũi ông già ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Trời ơi xin lỗi cuộc đời tôi, cái mã quơ sáp nó quá xuất sắc mấy bà quơ. Coi này, coi cái quai này nó mềm nè, coi cái cúc của nó nè, chết đi, nó êm nè mấy chị, nó êm nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Như cái này là hàng của hãng Gai da ghi nè mấy chị, ghi da nè, mấy cái này là đều có ghi, nói chung là hàng của hãng là nó có ghi hết đó mấy chị, nó có ghi mắc in China hết trơn mấy chị nha, mô đen China hoặc là mắc in China. Tại đây mấy chị coi giùm cho em nè, trời ơi đẹp lắm, êm lắm nha mấy chị nha, êm lắm luôn ấy, êm lắm nha mấy chị nha. Còn không? Hết rồi. Tại đây mấy chị ơi coi giùm chị, mấy chị ơi coi giùm cho em nè, cái mã zip nó đẹp lắm nha mấy chị nha, cái mã zip nó là phải nó xuất sắc luôn mấy chị.
cái mã dép nó đẹp cực kỳ luôn. Cái mã dép nó đẹp quá trời quá đất luôn. V-sắc, cái này nam và nữ luôn. Từ 35 cho tới 43 luôn. Nhưng mấy chị, từ 35 cho tới 43 luôn. Rất là đẹp. Nhưng mấy chị, rất là đẹp. Nhưng mấy chị, nhà hình như tới 42 sao tao ơi. Để em coi được nhau biết. Nhớ quên mất tiêu. Đây mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm cho em. Vê sách, nam được, nữ được, trai được, gái được, già được, trẻ được, đàn ông được, đàn bà được, chị em phụ nữ được luôn. Mà em nói thiệt mới chế nha, mang cái chân lên hổng sang, hổng đẹp cái chân em cho mấy chị trả hàng. Siêu phẩm đó mọi người ơi, mà có 125.000 à. Nha mấy chị, 125.000 và giảm thêm 10% nữa. Chị nào lấy ghi giùm cho em là vê sách xanh. Vê sách xanh từ 35 cho tới 40. 42 đi mấy chị, 35 cho tới 42 trước đi. Cho nam, cho nữ, cho già, cho trẻ, cho trai, cho gái luôn. Nữ mấy chị mang 35 á thì mang 36 á thì comment 35 thôi. Mà mang 37 á thì comment 36 thôi. Nữ mấy chị sụt lại sai. Còn nam á thì đúng sai giùm em. Ví dụ như chân của em á là chân 39 thì em mang 38 thôi. Còn chân của mấy chị cũng vậy, nữ mình á là mình sụt lại sai mà còn nam là đúng sai. Ví dụ mấy chị thường mới mua shop kia 250.000 đó, thấy chưa mấy chị? Đó, thấy chưa mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm cho em 250.000 kìa. Này chị đó mới mua 250.000 đó mấy chị, dòng quỷ này nó nhị lắm nha mấy chị nha. Nó nhị mà mang nó êm chân lắm, êm kinh khủng mà nó đẹp lắm mọi người. Chị nào lấy thì gửi chị em là V-Sat. V-Sat màu xanh em có size là 35 cho tới 42. Nữ thì sụt lại một size, còn nam thì đúng size. Ví dụ như bình thường em mang 39 đó thì em lấy cái đôi này 38 này. Cái đôi này 38 thì em mang vừa này. Cái đôi 38 thì mang vừa, rất là đẹp luôn. Nhưng mấy chị nha, cho nên là chị nào lấy thì lên đơn giùm cho em V-Sat nha. Dạ ok mấy chị nào lấy chống nắng lên giùm em. V-Sat màu xanh 43 cho chia đi hồng. 43 đi màu xanh đi, em coi thử, đồ coi thử nha. Nếu như mà có không? Có 43 thì lấy 43, em cũng không biết là người ta có 43 hay không nữa. Em không nhớ nổi luôn mấy chị. Đây mấy chị nha, không nhớ nổi nữa là có hay không nữa. Để em tìm lại, hiểu mà có thì em chốt cho chị nha. Rồi chị nào lấy V-Sat lên giùm cho em V-Sat. V-Sat màu xanh 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 125.000 và giảm thêm 10%. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Rồi ok chị nè, V-Sat xanh nha mấy chị nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Chồng mang vô cái, chồng mang vô cái, mang vô cái. Chồng mang 39 rồi, cái đó 38 rồi. Nam là phải mang đúng sai. Nữ thì mấy chị tuột lại sai nha. Nữ thì mấy chị tuột lại sai, nam đúng sai giùm cho em ha. Ví dụ như mấy chị ơi, mang đẹp lắm. Ví dụ như bây giờ nè, chân của chị nào mà mang 38 á thì lấy 37 thôi. Mà 36 á thì lấy 35 thôi. Rồi chân của chồng mấy chị ấy, chồng của mấy chị ấy là ví dụ như mà mang 40 thì lấy đúng 40. Nha mấy chị nha, đừng có tuột sai. Chân của chồng mình thì đừng tuột sai. Mà chân của mình ấy thì mấy chị nên tuột sai lại. Nha mấy chị nha, sang lắm mọi người ơi, nghe em đi. Sang lắm luôn ấy. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Đây, ok hết mấy chị nha. Chị nào lên đơn cũng đều có hết. Ok, cục mỡ này. Thấy rồi nha, nha cục mỡ ơi. Rồi, chị nào lấy ghi giùm chị em V-Sat. Cái dòng quỷ này là êm lắm nha mấy chị nha. Nó rất là êm luôn. Rồi, chị nào lấy lên giùm chị em V-Sat ha. Còn V-Sat màu đỏ này thì từ 35 cho tới 38 thôi. Nhưng mấy chị từ 35 cho tới 38. Nhưng mà cái chân 39 thì comment 38 thôi nha mấy chị. Còn chân 37 thì comment 36 giùm em. À, rồi V-Sat màu đỏ cũng vậy luôn, từ 35 cho tới 38. Chị nào ưng lên cho em V-Sat màu đỏ từ 35 cho tới 38, nhẹ lắm nha mấy chị nha, nhẹ lắm luôn. Nhẹ mà mang nó im lắm mọi người ơi. Nha, còn V-Sat màu đỏ thì từ 35 cho tới 38 thôi. Nha mấy chị nha, màu đỏ này chỉ cho nữ à. Nha mấy chị nha, chỉ cho nữ, còn nam á thì mấy chị lấy đúng sai nha. Màu xanh chứ không có màu đen đâu chị. Em đọc màu xanh mà, làm gì có màu đen mà chị lấy màu đen. Có cái màu này thôi nha, chị chia đi hồng. Được thì chị lấy, còn không được thì em xả đơn ra ha. Chứ nó không có màu đen nha chị. Không có màu đen ha. Đấy, còn cái này màu đỏ thì ưng đỏ lấy đỏ, còn ưng đen lấy đen. Mà đỏ thì nó chỉ có size từ 35 cho tới 38 thôi. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em, lấy đen lên đen giùm em. Có 125.000 á. Mới chị mang vô cái chân coi, em nói thiệt, cái chân chị nào thô nhất luôn, cái chân chị nào mà xấu nhất luôn, mang vô mà không đẹp cái chân em cho mấy chị trả hàng. V-Sat nam size 42 màu xanh. Dạ ok chị nè. Đó, có từ có đó mấy chị, có nha. 42 đủ lại là chắc chắn có, còn 43 thì hên xui nha mấy chị. 50% có, 50% không có. Mà em thấy màu xanh đẹp ha, màu xanh đẹp ha, công nhận luôn á nè mấy chị ơi. Sang lắm, nó rất là sang luôn, thiệt sự luôn, rất là sang luôn. Nam sang nữ sang dùng cho em mà có nghĩ đi mấy chị, có 125.000 à nha mấy chị nha.
màu xanh nha chị, chứ không có màu đen ha. Rồi xanh 38 V, sắc xanh 38 cho Phùng Tố Trinh luôn. Đây chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Mày chữ H còn em, dép chữ H đâu ta? Heo ơi. Lấy lấy chị. Trời ơi, xanh đan chanel nữa này mọi người. Xanh đan chanel 115, chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị. Đây ha, chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị, chữ H này. Rồi chữ H màu xanh em có size từ 35 cho tới 39. Chữ H màu cam từ 35 cho tới 39. Chữ H màu đen từ 35 cho tới 39. Đồng giá 129.000 và giảm thêm 10%. Đế cao 4 phân, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. À, một đôi màu xanh dạ ok chị, nhưng mà 36. Nếu chị mà mua cho biết trai, mua cho nữ mình đó, thì mấy chị lấy đúng size. Mà mấy chị, quên, mấy chị mua biết trai hoặc cho chồng mấy chị lấy đúng size. Còn mấy chị mà mua cho mình đó, mấy chị nên tuột lại size nha, để cho mang vừa. Như em 39 thì mang 38, mà còn chồng em là phải đúng 39 ông mới mang vừa. Tại chân ổng 39 thì ông phải mang 39 đó. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Màu xanh size lớn nhất 43 V sắc, màu xanh 41, giá 125. Dạ ok chị này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, mã này nha mấy chị, mã này là chữ H màu cam 35 36 37 389. Chữ H màu xanh rêu 35 36 37 389. Chữ H nha mấy chị nha. À, chữ H màu đen 35 36 37 389 129.000 và giảm thêm 10%. 129.000 và giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi giùm cho em. Chữ H kèm màu kèm size, chữ H màu đen này. Rồi chữ H màu xanh này, rồi chữ H màu cam này, từ 35 cho tới 39 129.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị, 129.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. 129.000 thôi, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Ghi rõ giùm em chữ H kèm màu kèm size nha mấy chị nha. V sát màu xanh 36 về chị. Đi A mã 2 nha chị Thanh Tuyền. Đi A em có mã 2. Đi A mã 2 màu kem thì từ 36 cho tới 40. Đi A mã 2 màu đen đó là từ 36 cho tới 39 thôi nha chị nha. Đi A này chị đẹp lắm, 145.000 nha chị. Mã này 145.000. Cái này cũng gắn cúc cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em đi A ha. Rồi em có xanh đan nha mấy chị, xanh đan. Chiếc chị cái màu da này mấy chị. Xanh đan màu kem, xanh đan màu đen nha mấy chị nha, xanh đan màu kem, xanh đan màu đen nha mấy chị nha, xanh đan màu đen, xanh đan màu kem này mấy chị coi giùm em này, đẹp lắm. Xanh đan em có size là từ 36 cho tới 40, nhưng mà cái xanh đan này size hơi nhỏ cho nữ thôi, không cho nam. Size hơi nhỏ chỉ cho nữ không cho nam. Bình thường em mang 39 em phải lấy xanh đan size 40 nha mấy chị ha. Cho nên là mấy chị nào lưu ý giúp em ha, em nói rất là kỹ từng mã nha mấy chị nha. Những cái mã nào mà em không kêu tăng không kêu giảm là đúng size nha mấy chị ha. Có cái mã này em kêu tăng hoặc giảm thì mấy chị tăng hoặc giảm theo nha, tại vì em canh size chuẩn cho mấy chị lắm. Rồi mã chanel đen em có size là 36 cho tới 40. Mang 35 thì comment 36, mà mang 39 thì comment 40 dùm cho em. 115.000 quá sức rẻ luôn nha mấy chị. 115.000. Dòng của em là dòng nhẹ, dòng tốt, dòng nhẹ nha mấy chị nha, không phải dòng bị nặng nha mấy chị nha. Chị nào lấy lưu ý dùm em nha mấy chị nha, ghi dùm em ạ. À. Thủy Nguyễn lên số điện thoại, Hồng Mai lên số điện thoại giùm em. Xanh đan chanel, mấy chị gửi cho em xanh đan chanel màu kim hoặc màu đen, từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Vừa size nào mang size đó giùm chị em nha mấy chị nha. Xanh đan nút còn luôn, xanh đan nút còn cái chín mấy ngàn á, còn luôn nha Nguyễn Huệ. Ưng màu nào cũng nhớ tăng size lên nha Nguyễn Huệ. Xanh đan cái size nó hơi nhỏ nó mấy chị. Rồi chị nào lấy với chị em xanh đan màu đen từ 36 cho tới 40, xanh đan màu kem từ 36 cho tới 40. Thanh Huyền lên cái size nha Thanh Huyền ơi. Chị nào lấy lên giùm em có 115.000, có 115.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Đẹp quá à, mấy chị ơi coi giùm em nè. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi, cái dòng nhẹ. Cái dòng đẹp giùm em nha mấy chị nha. Nè mấy chị coi giùm em nè. Nè đó, thấy chưa? Rồi chị nào lấy lên giùm chị em. Xanh đan kèm màu kèm size. Xanh đan chanel màu đen từ 36 cho tới 40. Xanh đan chanel màu kem từ 36 cho tới 40. 115.000 và giảm thêm 10% nữa. Chị nào ưng lên giùm em. Ủa 115 mà giảm thêm 10% thì còn nhiêu tiền nhỉ? Chết mẹ, để được rồi. 115 mà giảm thêm 10% nữa thì có bao nhiêu vậy?
Trời ơi, còn có 103.000 à mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Gửi chị em Chanel. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái dòng này nó có gài cúc hết nha mọi người. Nó có gài cúc hết. Không có 35 chị. 35 là chân 34 mới mang vừa. Ví dụ như chân của chị 34 thì chị comment size 35. Mà chân chị size 35 thì chị phải comment size 36. Mà chân size 36 thì phải comment size 37. Mà chân 39 thì phải comment size cho em 40. Có nghĩa là mình phải tăng lên một size. Chứ không là nó chật. Nha mấy chị nha. Thì à không, cái này cho nữ chứ đâu có cho nam. Chị ơi, cái này cho nữ chứ không có cho nam nha chị nha. Rồi xanh đan màu kem, chị nào lấy em. Xanh đan 100 size 38, màu trắng và màu đen. Màu kem nha chị, màu kem sửa lại cho chị, xanh hình là màu kem. Xanh đan màu kem 38, ok chị. Nam không mang được, cái này nam mang xấu lắm chị. Cái này thiệt tình. Nữ mang thôi, nam mang xấu lắm. Nữ mang thôi, nữ mang đẹp lắm chị. Mà nam mang rất là xấu nha. Nam mang tại vì cái form này cho nữ chứ đâu có cho nam. Cho nên là nữ mình mang thì được, còn nam mình mang là nó xấu nha chị nha. Nữ mang đẹp lắm nhưng mà nam mang là bị xấu, cho nên là mua cho nữ thôi, không mua cho nam ha. Trời ơi, mà nó nhẹ cái chân mà nó phí, nó đẹp dở sợ luôn này mấy chị. Coi giùm em nè, đi ra sân bay hả, gặp mấy cái đôi như vậy nó mua nhiều. Tại bên Thái người ta đi gì hả, bên Thái người ta mang gì vậy mấy chị. Trời ơi mấy chị, coi giùm em nè, thấy chưa, quá đẹp luôn. Nhưng mấy chị nha, quá đẹp luôn. Nhắc đi o đen 37, ok chị Hồng Mai này. Rồi mấy chị nha, gửi chị em xanh đan màu kem từ 36 cho tới 40. Mang 35 thì comment 36. Mà mang 36 thì phải comment 37. Rồi chân chị 35. Chân chị 35 thì phải comment size 36 mới mang giữa. Thì cái size này có size 36 nè. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Nhưng mấy chị nha. Chị nào mang, mấy chị nghe em nói rất là rõ luôn á. Ví dụ như cái chân của mấy chị chân 35, mang size 35 thì cái dép này, cái xanh đan này mấy chị phải comment size 36 mới được. Nhưng mấy chị nha, chứ mà mang 35 comment đúng size 35 là nó sẽ bị chặt nha. Dạ ok chị xanh hình nè, xanh anh nửng Chanel 40 đen, ok chị nè, có 115.000 à, mà giảm thêm 10% nữa. Nha mấy chị nha, đó, thấy chưa mấy chị, trời ơi đẹp quá, nha mấy chị nha, đẹp quá trời luôn, mà nhẹ lắm, nhẹ như quỷ luôn mấy chị ơi, nhẹ lắm. Nha mấy chị nha, OSA hả, OSA không biết còn size nhiêu nữa chứ hả, bị lỗi hả, OSA không biết còn size nhiêu nữa chị ơi. Không biết còn size nhiêu nữa. Rồi cho mấy chị nha, lấy em 4 la vít màu trắng số 8 ký. La vít nào màu trắng số 8 ký vậy heo? Màu gì vậy? Màu trắng. Rồi mấy chị nha, xanh anh màu kem 38. Tính ra còn có 103.000 cho mấy rỉ rờ luôn. Nè mấy chị coi giùm em nè. Cái dòng của em là dòng nhẹ nha mấy chị. Không phải dòng nặng nha. Dòng nhẹ nha mọi người ơi. Dòng nhẹ nha. Rồi mấy chị còn 39-40 còn. Ủa chị hỏi cái gì? À 39 hoặc 40 hả? Chị cứ lên đơn đi, nếu có em mai em lấy, à quên, nếu có thì nó lấy cái chị cho nha. Nha chị nha. Đây mấy chị nha, lại 36 màu đen, ok chị. À, mà à, chưa ai chốt đơn, dạ hồi nãy giờ nó đang đi kiểm áo chị em á chị. Nó đang đi lấy hàng chị em á, nó chưa có rep á chị. Chuẩn bị nó đang rep tin nhắn á, nha chị nha. Rồi 37 chữ HKM 38. Ừ. Chị Dung Trần comment rất là chính xác luôn. Mặt em nhiều mụn quá hả? Em bị mụn á, nếu mà em nghe chị á, em nên xài cái cô né với serum HKA vô cho chị. À không, cô né, không, cô né với serum HKA là được rồi. Đấy anh chị, cô né với HKA. Em nghe chị đi, chị cũng đang xài combo đó. Bữa hổm nó mọc cái mụn chị quanh cái mỏ này. Nó mọc dít hết trơn luôn, mụn ẩn, mụn bọc, mụn đầu đen gì mà lỗ mũi nó xuống đây này. Nát cái mặt luôn vậy á, do nó bị thay đổi nội tiết tố á. Mà chị xài cái đó là như 3 set là sạch sẽ luôn. Mà bây giờ chị xài, chị đang có bầu chị vẫn còn xài cái đó để chị dưỡng luôn. Nè em, nè thăm ha, thăm ơi là thăm, thăm ơi là thăm luôn. Thăm mụn nè, em thoa cái nước rồi xong, em thoa cái này lên, em thoa cái này. Cô né có 75.000, bữa nay giảm thêm 10% nữa. Serum HA 87.000, giảm thêm 10% nữa. Trời ơi, quá rẻ luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Còn thì chiều ra lấy luôn. Còn thì chiều hả? Để em coi thử chị ơi. Rồi biết thì còn áo khoác sám không hả? Để em coi thử nha chị nha, không biết mà size nhiêu chị Đỗ Bích Thùy. Còn size nhỏ không à. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. V-sát màu xanh chị nào lấy nữa lên đơn ha. Có 125.000 thôi nha mấy chị, V-sát màu xanh 125.000 chị nào lấy lên giùm em. Cà phê giảm cân 79.000 nha Lý Trâm Anh ơi. Và giảm thêm 10% nữa. Đỗ Tuyết em lấy combo, em cứ xài trước đi đầu tiên này. À 50kg size nhỏ còn. Hỏi Diễm Thùy 50kg xe nhỏ, áo khoác xám 50kg xe nhỏ còn. Còn phải không? Còn nha chị nha. Chị Đỗ Bích Thùy em chị lấy không? Bữa nay giảm thêm 10% á chị Đỗ Bích Thùy. Chị lấy 195 mà giảm thêm 10% vậy là còn nhiêu? Trời ơi,
Vậy là giảm bên đây rẻ hơn mớ nữa chị. Rồi mấy chị nha, chị nào còn có 175 rồi nè. Trời ơi, bên đây chỉ còn có sale thêm 10% nữa thì còn rẻ hơn á. Hộp đó được mấy gói? Chị hỏi cái gì mà hộp đó được mấy gói? Chị hỏi cái gì à? Đây nha mấy chị nha. Cô né 75.000, serum HA là 87.000 nha mấy chị nha. Serum HA là 87, còn cô né là 75, giảm thêm 10% nữa nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em. Rồi nó có sandal, sandal này là mấy chị sandal nơ. Nhưng mà sandal nơ này mấy chị nó có thêm cái quai ở phía sau nữa nha mấy chị nha. Ok chị, gom đơn cũ nha. Ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ha. Giảm cân được 10 gói nha Lý Trâm Anh ơi, giảm cân được một hộp được 10 gói. Rồi mấy chị nha. Ok chị Anh Nguyễn nè, 79.000 mà giảm thêm 10% nữa nha chị Anh Nguyễn. Bữa nay giảm thêm 10% á chị. Có luôn chị ơi. 4 cái trái cây 119, 4 cái đen 119, 4 cái đỏ 119, giảm mấy chị thêm 10% nữa. Chị nào ân loại nào lên cho em loại đó. 4 cái đỏ 119, 4 cái đen 119, 4 cái trái cây 119. Ra lấy cho chị mấy cái đôi mắt kính này. Rồi gì người ta. À tiếp ném luôn. Rồi mấy chị nha, 4K đó chị mới like xong á. Sandana em có size 35, 37 và 40 thôi. Ủa 35, 37, 39 thôi. Lấy chứ chị đặt trước lễ tổng 1 triệu mấy nên chưa nhận được hả? À chị hỏi chị chắc nó đang tới chị á chị ơi. Rồi này mấy chị ơi, cái này là Sandana đẹp lắm mấy chị. Người ta đang bán 200.000 một đôi. Em nó deal mấy chị em mất lọc. Bây giờ em sale mấy chị còn có 115.000. Mà mấy bà ơi, nó còn giảm thêm 10% nữa mới đau đớn cuộc đời nè. Giảm thêm 10% nữa bà thấy ghê gớm chưa? Đẩy lên để mang nhiêu dép, hoặc có thể tháo ra để mấy chị mang nhiêu dép luôn. Hoặc có thể mấy chị tháo ra mấy chị mang nhiêu dép. Trời ơi xuất sắc bà bảy luôn. Chỉ có size 35, 37, 39 thôi nha mấy chị nha. 35, 37, 39 thôi. Vậy mà không đã cái nư mấy bà nữa là thô luôn á nha. Nha mấy chị nha, đây này mấy chị coi giùm cho em này, thấy chưa? Chị nó ơn ghi giùm cho em là sandal nơ trắng 35, 37, 39 nha mấy chị. Sandal nơ đen 35, 37, 39 giảm thêm 10% nữa ông nậu tôi luôn á. Trời ơi nó rẻ quá trời luôn. Chị nó ơn ghi giùm cho em, đẩy lên để mấy chị mang như dép, đẩy xuống để mấy chị mang như sandal, hoặc là mấy chị có thể tháo cái quai ra luôn là mấy chị mang như dép luôn. Đây mấy chị coi giùm cho em nè, đẩy xuống chưa, vậy mà có 115.000 à. Mấy chị ơi có 115.000 trong khi người ta xách tay về người ta bán mấy chị gần 200xx nha. 200xx giùm cho em, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Ghi giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Ghi giùm cho em là sandaler trắng hoặc sandaler đen. Nó có cái quai này mấy chị, ưng mấy chị gỡ ra, ưng mấy chị gắn vô, ưng mấy chị mang như sandal, ưng mấy chị mang như dép đều được hết. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Gì vậy trời? Ít hút đi mấy nha. Rồi nói nãy vô rồi mà cho nha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm em sandal hè. Cái đây là sandal nữa, chữ HM là chị thép gì Mỹ Đức á, là chị ghi là dép chữ H á, màu xanh á, dép chữ H màu xanh size 35 á. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em à. Sandal nha mấy chị nha, sandal trắng 35, 37, 39. Sandal đen 35, 37, 39 giùm chị em. Sandal trắng 35, 37, 39. Sandal đen 35, 37, 39. Chị nào lấy lên giùm em. Rồi gắn vô thành sandal liền. Gắn vô lại là thành sandal liền nha mấy chị nha. Tháo ra thì như dép, nhưng mà gắn vô là thành sandal nha mấy chị nha. 35, 37, 39. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. 35, 37, 39 nha mấy chị nha. 35, 37, 39. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. 35, 37, 39 nha mấy chị nha. Rồi chị nào ơn sandal lên giùm chị em sandal. Ủa cái điện thoại chị đâu? Không gọi chị à? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy sandal lên giùm chị em sandal. Sandal nơ đen 35, 37, 39. Sandal nơ trắng 35, 37, 39. 115.000. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Sandal nha mấy chị nha, sandal chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Sandal nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Đây nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em sandal, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi dép quả dâu này mấy chị, dép quả dâu đẹp mà. Dép quả dâu đẹp nha mấy chị nha, dép quả dâu đẹp. Dâu đen
36, 38. Dâu trắng, dâu hồng chứ, 36, 38. Dâu trắng, 36, 38. À, vô chưa? À, à gì? Chị quên rồi ta. À, nó định mua gì? Rồi nó mua cái gì rồi quên mất tre nữa nè. Nó nói mày vô mày mua vô. Thôi thôi, tôi không nhớ nữa, quên mất rồi. Không. Ốm, ừ, món này nó thiền. Thôi thôi, mua đi vô nha. Không không, thì em ăn. Rồi thôi nha. Không không, không tôi định nó mua bánh mì mà sao giờ nó ốm à. Thôi nha. Sang năm 99 em còn á chị Kim Huệ ơi. Rồi, quả dâu, giết quả dâu này chị. Giết quả dâu cho xem chữ H họ, đợi chị xíu. À, sang năm nơ, ok chị. À, giết quả dâu này chị. Dâu á là dâu đen 35, à, quên, 36, 39. Á à, lộn, 36, 38. Dâu hồng 36, 38. Dâu trắng 36, 38. Bây giờ mới đâu nè mấy chị. Cái đôi này người ta sale mấy chị rẻ lắm, cũng 150 sắp tay gì à. Không, em sale mấy chị còn 99 mà giảm hơn 10%. Mấy chị ơi, ta nói cái 10% nó đau đớn cuộc đời em lắm mấy chị ơi. Trời ơi, giảm giá rồi còn giảm luôn 10% này mấy chị. À, chị nào lấy cái giùm cho em. Sandan dâu, ố lộn, dâu đen 35 và, ôn 38 và 40. Gì trời. 36 và 38. Dâu hồng 36 và 38. Dâu trắng 36 và 38. 99.000 và giảm thêm 10% nữa. Trời ơi, hú hồn chưa? Rẻ rớt nước mắt chưa? Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em giúp dâu nha. Dâu hồng, dâu trắng, dâu đen nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Dâu hồng 36 và 38. Dâu trắng 36 và 38. Dâu đen 36 và 38. Em sale cho mấy chị còn có giá là nhiêu? 99.000. Không có 35 chị ơi, không có 35. 35 35 mà mấy chị mang 35 thì mấy chị lấy luôn 36 đi. Không được mà. Sandan đen 39 cho chị Diệu Âm Liên Hóa là sandan Chanel á nha. Ủa chị Diệu Âm Liên Hóa chị lấy Chanel sandan nơ hả? Sandan nơ hả chị? Sandan nơ đen hả chị Diệu Âm Liên Hóa? Phải chị lấy sandan nơ đen hay gì? Mấy chị phải ghi cho em cái mã mới được. Không có cái mã sao mà chốt. Nha mấy chị nha. Rồi còn cái màu nâu đâu heo. Sao mày lấy màu đen không ơi? Không, cái này nè, kính này. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Đây, giúp chữ H đế cao 4 phân. Giá của nó 129.000 à. Và giảm thêm 10%. Chữ H này em có size 35, 36, 37, 38, 39, 129.000. Chữ H màu kem 35, 36, 37, 38, 39, 129.000. Chữ H màu màu xanh rêu 35, 36, 37, 38, 39, 129.000. Đẹp quá ha. Chị nào ân chữ H lên giùm cho em chữ H nha mấy chị nha. Chữ H, dạ ok chị nè. Chữ H lên giùm em chữ H à. Chữ H màu xanh 35, 36, 37, 38, 39. Chữ H màu kem 35, 36, 37, 38, 39. Chữ H màu xanh màu đen 35, 36, 37, 38, 39. 129.000 và giảm thêm 10% nữa. Chị nào ân gửi giùm cho em dép chữ H kèm màu kèm size. Dép chữ H kèm màu kèm size. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Dép chữ H kèm màu kèm size. Chữ H màu xanh 35, 36, 37, 38, 39. Chữ H màu kem 35, 36, 37, 38, 39. Chữ H màu đen 35, 36, 37, 38, 39. 129.000 giảm thêm 10% nha mấy chị nha. Dép trà sữa còn size 40 không mà gái ơi. Rồi nha mấy chị, chỉ là chị lấy Chanel á. Chị Diệu Âm Liên Hoa là chị lấy Chanel á nha hà. Chị Diệu Âm Liên Hoa là chị lấy Chanel đen á. Chị lấy cái hoa loại này nè. Chỉ là chị Diệu Âm Liên Hoa lấy Chanel đen ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em. Bữa nay giảm thêm 10% nha mấy chị. Rồi đây 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 chị ơi. Chữ H nè. Sandan xanh rêu. Em còn size 35, 36, 37, 39, 40. Trời ơi, nhức cái nách chưa. 35, 36, 37, 39, 40. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Sandan xanh rêu nha mấy chị nha. Coi giùm em cái đế này. Trời ơi, mang nó im kinh khủng luôn. Nha mấy chị nha. Cái thứ hai nữa này mấy chị rất là bền, bởi vì nó không có sợ bị họ kêu. Mấy chị coi nó gắn cúc hết, mọi người thấy không? Nó gắn cúc hết. Vậy em không có hàng nha chị Diệu Âm Liên Hoa, chị hỏi em chịu luôn á, em cũng không biết mã nào, em mới like hai mã sandan nè. Mã kia chị cũng không chịu, mã nọ chị cũng không chịu, vậy là chịu luôn, em cũng không biết mã nào để em bán chị. Rồi mấy chị, sandan xanh rêu 35 36 à, không có 35, 36 37 38. Không có, 36 37 39 40. 100 lộn 99.000. Nha mấy chị nha.
99.000 chị nào lấy lên giùm cho em. 99.000 chị nào lấy lên giùm cho em. Nha, 99.000 giảm thêm 10% nữa, chết đi nó rẻ. Rẻ mà rẻ, rẻ sốc luôn mấy chị. Rồi, sandal hồng 35 cho tới 40, đó là 36 cho tới 40. 99.000 luôn. Trời ơi. Rẻ rớt nước mắt luôn. Rồi, màu nâu. Ủa? Màu nâu là từ 35 cho tới 40 luôn. Chị nào ưng sandal nâu lên giùm cho em sandal nâu 99.000. Nha mấy chị nha, chị nào mà chân to quá thì mấy chị lấy size 40 luôn. Ví dụ bình thường chân mấy chị 35 á, mà mấy chị thấy cái chân mấy chị mà hơi to 35 rưỡi thì mấy chị lấy luôn 36 nha. 36 rưỡi thì lấy luôn 37 đi cho nó thoải mái nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm cho em sandal nâu nha mấy chị nha. Sandal nâu em có size từ 35 cho tới 40, ở lộn từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Chị nào lấy giùm cho em. Rồi sandal xanh rêu là 36, 37, 39, 40. Rồi sandal hồng từ 35 cho tới 40, từ 36 cho tới 40. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Ok Nguyễn Loan này. À, có xịt thôi nha, xịt với lan hồng thôi nha, nha Phong Đào ơi. Rồi mấy chị nhang mũi có nha, nhang mũi 27.000 một hộp ha. Rồi chị nào lấy sandal lên giùm cho em sandal. Sandal màu hồng 36 cho tới 40. Sandal màu nâu 36 cho tới 40. Sandal xanh rêu 36, 37, 39, 40. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy. Đấy cái chị nào mà hỏi nãy giờ hỏi giật ngược chịch xui á chị. Rồi nha chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, sandal màu đen chỉ còn size 40 thôi, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nha mấy chị nha, sandal màu đen chỉ còn 40 thôi, chị nào lấy lên giùm cho em. Có 99.000, lưu ý giúp em, rẻ ơi là rẻ. Em bao mấy chị từ Việt Nam qua tới Thái Lan, mấy chị mua đôi này được 99.000, không được 120 đi, có tầm 120 đi, 120 đổ lại. Nếu mấy chị mua được cái đôi này mà giá bán lẻ tại tại những cái khu vực đó, mấy chị mà mua được 120.000 một đôi, em tặng cho mấy chị thêm 1.000 đôi nữa, cam kết mấy chị luôn. Nếu mấy chị đi du lịch Thái Lan nha mấy chị nha, mà mấy chị mua được cái đôi này, mấy chị mua chỉ cần mà dưới được 120.000 thôi, dưới 120 thôi nha mấy chị nha, dưới 120 đôi thôi nha mấy chị, dưới 120.000 thôi, không bao giờ có đâu mấy chị, tại vì bán lẻ cho khách du lịch lúc nào giá còn cao hết á, nó cao hơn tới mấy chục bà so với bình thường nha mấy chị nha. Trừ trường hợp mấy chị gom hàng trực tiếp tại công ty thôi nha mấy chị. Còn mình đi du lịch đó là không có giá đó đâu nha mọi người. Đi du lịch giá cao lắm. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Sandal 99.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Sandal 99.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Rồi Chanel cúc giùm cho em nè mấy chị. Nó có gắn vai luôn, nó có gắn cúc luôn. Đế thì cao 4 phần. Chanel cúc màu kem em có size là 36, 37, 38, 39. Em sale mấy chị còn có giá là 145.000 và giảm thêm 10%. Rồi Chanel này á, là cũng Chanel cúc luôn. Nhưng mấy chị đế thì cũng cao 4 phân dùm cho em. Em có size là 36, 37, 38, 39. 145.000 và giảm thêm 10%. Chị nào ưng ghi cho em là Chanel cúc nha mấy chị nha, Chanel cúc dùm cho em. Chanel cúc màu đen, Chanel cúc màu kem dùm cho em ha. Màu kem á là từ 35 cho tới từ 36 chứ. 36 cho tới 39, màu đen cũng từ 36 cho tới 39, chị nào lấy giùm em. 145.000 nha mấy chị nha, 145.000. Và giảm thêm 10% nữa, chị nào lấy lên đơn dùm cho em ha. Giảm thêm 10% nữa nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy sandal lên giùm cho em sandal nha mấy chị. Chị nào lấy sandal lên giùm cho em sandal ha. Cái hết hàng không? Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên chị em ạ. Chanel cúc à. Đây còn hàng. Đây mấy chị nha, cái này em lên cho mấy chị dép mã A. Dép mã A. Mà mở mở cái phần giúp mẹ lên chị. Chị yêu cúc á. Ok Nguyễn Loan này. Đây nha mấy chị nha, đây. À, màu đen. À, giúp mà em màu đen. Cái này là hàng của Moniga nha mấy chị nha. Hàng của Moniga này 199 bạc một đôi lận mấy chị. Em giảm cho mấy chị này. Màu đen đáng lý 200.000 một đôi.
mà là lẻ sai rồi. Em gom mấy chị giá sale là còn cái 99.000 à. Nhưng mà bây giờ bên shop em nó cũng còn cái ít thôi nha mấy chị nha, còn cái ít thôi à. Chị nào lấy lên giùm cho em. Dép mã A màu đen em có size 36, 37, 38, 39, 99.000, giảm thêm 10% nữa. Cái dòng quỷ này nó mang bền lắm mấy chị, nó giống như hàng thương hiệu của Bitic Việt Nam mình vậy đó mấy chị. Hàng thương hiệu Bitic của Việt Nam mình mang nó bền sao thì cái dòng quỷ này nó bền như vậy đó mấy chị. Nó bền mà thiệt mấy chị, nó bền mà mấy chị quạo luôn á, bởi vì nó rất là bền. Nha mấy chị nha. Đế thì cao 3 phân, đế thì cao 3 phân. Nó có gắn cúc này mọi người, nó có gắn cúc. Đế thì chống trơn, chống trượt và có gắn cúc giùm cho em. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm cho em ha. Chị My Lo Đào xanh đan nâu lên size, chị Nguyễn Tân giúp màu xanh rêu 125 nha, là chữ H mà chưa có sao. Chữ H 129 chứ đâu có 125. Chị Nguyễn Tân lên size giùm em nha. Giúp giúp chữ H màu xanh rêu lên size giùm em. Mà 129 chứ không phải 125 đâu. Rồi nha mấy chị nha, còn Mino Đào là cũng chưa có lên cái size luôn nha Mino Đào ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em. Bữa nay không có like áo nha. Không có like áo đâu mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Gì? Mã A màu đen 36 37 38 39 100 lộn 99.000 à. Chị nào lấy ghi chị em giúp mã A này. Rồi nha mấy chị nha. Còn ở đây nữa. Đây có đủ không? Rồi mã xám em cũng có size 36, 37, 38, 39 100 lộn không 99.000 luôn. Chị nào ơn mã xám lên cho em mã xám. Rồi mã nâu 36, 37, 38 thôi 99.000. Dòng rất là bền luôn nha mấy chị nha. Hàng thương hiệu của nó cực kỳ bền. Mà nó êm chân lắm luôn nha mấy chị. Không êm chân cho trẻ hàng luôn. Rồi màu tím. Rồi màu tím em của size là từ 36 cho tới 39. Chị nào lấy tím lên tím giùm cho em. 36, 37, 38, 39 chị nào lấy tím lên tím nha. Tím 36, 37, 38, 39 chị nào lấy tím lên tím giùm cho em. Rồi màu hồng là 37, 38, 39 màu hồng 37, 38, 39 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em. Màu hồng thì chỉ có size 37, 38, 39 thôi. 199 em giảm mấy chị 10% nữa là còn rất là rẻ. Ôi 199 là 200.000 đi, em giảm mấy chị còn cái 99.000 và giảm thêm 10% nữa nha mấy chị nha. Chị nào ơn ghi giùm cho em ạ. Cái dòng quỷ siêu bền luôn và mang im chân lắm nha mấy chị, im kinh khủng luôn ấy. Chị nào ơn ghi giùm cho em. Giúp mã A màu hồng nha mấy chị nha. Cái này là hồng pha cam á nha mấy chị. Hồng 37, 38, 39 màu tím 36, 37, 38, 39 rồi màu xám 36, 37, 38, 39 rồi màu nâu màu đen 36, 37, 38, 39 rồi còn màu nâu là 36, 37, 38 thôi. Hết 39 nha mấy chị nha. Ủa Mino Đào là xanh, xanh đen là gì? Mino Đào ơi, không có cái mã nào xanh đen nha. Xanh rêu thì nó có một màu đó thôi. Chứ còn đen thì cũng không có luôn. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Giúp mã A kèm màu kèm size. Giúp mã A kèm màu kèm size. Mã A màu nâu 36, 37, 38. Mã A màu xám 36, 37, 38, 39. Mã A màu tím 36, 37, 38, 39. Mã A màu đen 36, 37, 38, 39. Trời ơi, giảm thêm 10% nữa mấy chị ơi, rớt nước mắt luôn. Rồi màu hồng thì 37, 38, 39 thôi. Chỉ có 99.000 và giảm thêm 10% nha mấy chị nha. Chỉ có 99.000 và giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi giùm cho em giúp mã A kèm màu kèm size nha mấy chị. Giúp mã A kèm màu kèm size. Chị nào lấy giúp mã A lên giùm cho em giúp mã A nha. Kèm màu kèm size, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nha mấy chị nha, mà A màu nâu ok mấy chị. Ồ ôi nó bền lắm, kệ nó mấy chị, mua mấy cái đôi vậy giờ mang êm chân mà lại bền nữa. Nó đẹp mà mọi người, chứ nó đâu có xấu đâu mấy chị sợ. Với lại hàng thương hiệu nha mấy chị nha, mấy cái mã này là hàng thương hiệu hết luôn á. Mấy chị hàng thương hiệu Monica bên Thái á mấy chị. Nè mấy chị thấy không, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, mà có 99.000 à. Rẻ nữa mấy chị mua đi để dành về mang nhá. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị, mà nó êm lắm. Mấy chị mang không có sợ bị chặt chân, không sợ bị chặt cái chân. Nha mấy chị nha, không sợ bị cặp cái chân ha. Với lại á, là cái đế của nó là đế chống trơn chống trượt, đặc biệt vô những cái mùa mưa mấy chị. Mang cái loại này là mấy chị chế chống trơn chống trượt cho mấy chị luôn. Và thêm nữa mấy chị, loại sình loại mưa rồi mấy chị cũng không sợ bị họ keo, bởi vì nó có gắn cúc hết. Tất cả đều gắn cúc hết cho nên mấy chị mang rất là yên tâm ha. Nha mấy chị nha. Chị ơi em thấy mà nãy giờ chị mua 2-3 lần gì mà. Ôi nãy giờ chị mua 2-3 đôi gì rồi mà, đúng không? Em thấy mà chị cứ lên đơn là có thôi ha. Chị cứ lên đơn là có. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. 99.000 à. Và giảm thêm 10%. Em lấy cho chị cái hộp cà phê giảm cân đi. Đây LV Adidas nha mấy chị nha. Adidas thì mấy chị
Adidas này, nam được, nữ được, trai được, gái được, già được, trẻ được, đàn ông được, đàn bà được, chị em phụ nữ mình được luôn. Dòng siêu nhẹ, em gom mấy chị còn có giá này mấy chị, 97 nha. Trời ơi đẹp lắm nha mấy chị nha. Ái mặt không có hàng chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, 97 ngàn chị nội ân lên giùm cho em. Gửi chị em giúp Adidas 35 cho tới 44. Chị nào lấy gửi chị em giúp Adidas 35 cho tới 44. Nam được, nữ được giùm cho em luôn. Im chân lắm nha mấy chị nha. Và đặc biệt đó là nó nhẹ chân lắm. Chị nào lấy gửi chị em giúp Adidas từ 35 cho tới 44. Rồi giúp LV cũng từ 35 cho tới 44. Chị nào lấy lên giùm em LV 35 cho tới 44. Adidas từ 35 cho tới 44, 97 ngàn à. Ê, giảm thêm 10% nữa hả? Quên mất cái vụ giảm thêm 10% nữa mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Nó có gắn cúc này mấy chị, nó có gắn cúc toàn bộ hết nha. Đế thì chống trơn, chống trượt cho mấy chị, không sợ bị họ keo nha mấy chị nha. Mang rã chân lắm, với lại nó đẹp nữa nha mấy chị. Chị nào lấy ghi giùm cho em là Adidas, Adidas 97 ngàn từ 35 cho tới 44. Rồi, màu LV cũng từ 35 cho tới 44 luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Có 97 ngàn thôi nha mấy chị, 97 ngàn. Rồi giúp cá sấu đen và cá sấu sáng. Cái này là cá sấu đen này. Rồi cái này là cá sấu sáng này, cũng từ 31 cho tới 44. Cá sấu sáng là từ 31 tới 44. Cá sấu đen từ 31 cho tới 44. Có 100 nhiêu ta? 97. À lộn, có 97 ngàn à. Mấy bữa em bán mấy chị 125 ngàn, nó xạo mấy chị mất lọc luôn á. Mà bữa nay họ vừa giảm giá mà còn giảm thêm 10% nữa. Chị nào lấy gửi giùm cho em ha, chị nào lấy gửi giùm cho em nha mấy chị nha. Gửi giùm cho em là cá sấu xám hoặc cá sấu đen nha mấy chị. Rồi LV, rồi Adidas nha mấy chị. Adidas là từ 35 cho tới 44. LV từ 35 cho tới 44. Cá sấu xám, cá sấu đen từ 35 cho tới từ 31 cho tới 44. Cá sấu đen từ 31 cho tới 44 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 100 lộn 97 ngàn à. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Bữa nay giảm rất là mạnh luôn nha mấy chị. Bữa nay giảm rất là mạnh luôn. Nha mấy chị nha, mang đẹp lắm mấy chị. Có 97 ngàn thôi nha mấy chị nha, và giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi, lấy cho chị cái cà phê giảm cân 79 ngàn, một hộp 10 gói. Chị nào lấy cà phê giảm cân lên giùm em, cà phê giảm cân. Gấu trà sữa, gấu trà sữa, gấu trà sữa ghi chú ra không chiết khấu nha. Gấu trà sữa, mã gấu trà sữa ghi chú không chiết khấu. Rồi nè mấy chị, cộng ship vô rồi cộng thêm gấu trà sữa vô sau. Rồi nè mấy chị nha, gấu trà sữa màu kem 40, gấu trà sữa màu hồng size 40 không chiết khấu. Màu đen nữa. Như cái. Đây nè mấy chị nha, gấu trà sữa có 79 ngàn à. Lỗ lắm rồi, không chiết khấu được nha mấy chị nha. Không giảm 10% được nữa, bởi vì quá lỗ. Chị nội ân thì ghi giùm cho em là gấu trà sữa 79 ngàn, màu trắng 79 ngàn, quên 79 ngàn, màu kem và màu hồng 79 ngàn, chỉ còn size 40 à. Cái chị nào mà vừa size 40 thì mấy chị lấy ha, 79 ngàn. Rồi chị nội ân ghi giùm cho em nha mấy chị nha. Không chiết khấu cái trà sữa được nữa nha mấy chị, bởi vì nó quá sức lỗ rồi mọi người. Không thể lỗ hơn được nữa nha mấy chị nha. Tại vì nó lỗ một đôi gần hai mấy ngàn rồi, cho nên là lỗ nữa là thành ba mấy 40 ngàn luôn á mấy chị. Cho nên là không ấy được nữa nha mấy chị nha. Rồi đây màu đen nữa, màu đen cũng còn size 40. Màu hồng còn size 40. Rồi màu kem còn size 40 nha mấy chị nha. Màu kem còn size 40, màu đen còn size 40, màu hồng còn size 40. Chị có 79 ngàn nhưng không chiết khấu 10% nữa nha mấy chị, bởi vì có 79 ngàn à. Trời ơi không có còn giảm gì được nữa nha mấy chị nha. Tại vì nó quá lỗ rồi mọi người. Ha, chị nó ân lên giùm chị em ạ. Đẹp lắm nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp luôn, mang im lắm nha mấy chị, mang rất là im chân ha. Đây mấy chị nha, 40. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Đây mấy chị nha, chị nào ân gấu trà sữa lên giùm chị em gấu trà sữa nha. Gấu trà sữa size 40 giùm chị em. Nha mấy chị nha. Thanh Huyền ghi cái gì vậy? Ủa sao dưới này sao 38, viết Adidas 38 rồi giờ trên này comment 39 là gì? Rồi nha mấy chị nha, ủa vậy chị comment Adidas là 38 hay 39 gì chị Thanh Huyền? Lúc này 38, lúc 39 gì chị? Rồi LV 43, cá 643, 6 sáng hả? Ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, đấy chị Santan, đấy đó kìa, Santan chữ ấy, Santan chân kiếm. Cái này có 60 ấy. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha.
Nhung Lê là trắng 40, hồng 40. Ok chị. Rồi nha mấy chị ơi, sandal kim tuyến. Em nói với chị nãy giờ một chục lần luôn á, chị Lý Trâm Nguyễn ơi, em hết hàng rồi chị, em còn nữa nha, hỏi bán luôn. Rồi nha mấy chị nha. Gấu à, rồi nè mấy chị. Em giải thích từ nãy tới giờ luôn, chị vẫn cứ hỏi nữa. Rồi nha mấy chị nha, cái này là sandal nè, sandal kim tuyến giùm cho em. Sandal kim tuyến nha mấy chị nha, sandal kim tuyến nha. Đẹp quá. Sandal kim tuyến nha mấy chị ơi, sandal kim tuyến này. Chân chị nào bị rủi thì mấy chị nhớ làm tròn lên giùm cho em nha. Đẹp xuất sắc luôn. Đôi này vô shop hốt phát 250 ngàn đôi liền. Nha mấy chị nha, hốt phát 250 liền luôn. Chị nào ơn lên giùm cho em, thiệt đẹp dã man luôn. Em gom mấy chị có 145 ngàn. Nha mấy chị nha, 145 ngàn. Và giảm thêm 10%. Hả? Chị nào? Hoa su ca vỏ lên số size nha chị ơi. Rồi mấy chị nha, em chỉ còn 40 nhưng mà chị cũng phải lên size 40 nha chị. Rồi ha, chị nào lấy lên giùm cho em. Rồi nè mấy chị, cái này nha, ví dụ như chân chị nào mà 39 rưỡi, chân mà 39 mà hơi mập mập ú ú á, mấy chị lấy luôn 40 đi. Nha mấy chị nha, cho nó thoải mái. Còn chân chị nào mà đúng 40, đúng 39 đó thì mấy chị cứ lấy 39. Nha, không cần phải lấy tăng lên thành 40. Chu nó đẹp dễ mang luôn trời. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Đây mấy chị, sandal chân chị nào bị rủi á thì mấy chị nhớ làm tròn lên giùm chị em ha. Bình thường ví dụ như chân của em mà 39 rưỡi thì em lấy luôn 40 cho nó thoải mái. Còn chân chị nào đúng 39 thì cứ lấy 39, mà chân chị bị rủi thì mấy chị lấy lên luôn thành 40, thoải mái lắm mấy chị. Nó dễ chịu lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ghi giùm em sandal kim tuyến. Giá của nó 220 ngàn, giảm mấy chị còn có 145 ngàn. Và đợt này do có giờ khai trương nên giảm thêm 10% nữa. Chị nào lấy thì ghi cho em là sandal kim tuyến 145 ngàn nha mấy chị nha, màu hồng. Rồi sandal kim tuyến màu đen 145 ngàn luôn, đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Rồi sandal kim tuyến màu xanh rêu nha mấy chị nha, sandal kim tuyến màu xanh rêu, chết đi. Ô đẹp xỉu luôn mấy chị ơi, 145 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em sandal kim tuyến màu xanh rêu luôn nha mấy chị nha. Đó rồi nha mấy chị nha, sandal kim tuyến màu màu gì đây ta, màu da, màu da. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ, 145 ngàn. Chị nào lấy lên giùm em sandal kim tuyến màu da 145 ngàn này, sandal kim tuyến màu đen 145 ngàn này, sandal kim tuyến màu hồng 145 ngàn này, sandal kim tuyến màu xanh rêu 145 ngàn. Chị nào ấn sandal lên màu lên size nha mấy chị nha, sandal lên màu lên size giùm chị em, đẹp quá mấy chị ơi, đẹp lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ, 145 ngàn. Đế thì cao 3 phân giùm chị em nè mấy chị, coi giùm em này, gắn cúc gắn size hết nha mấy chị nha, gắn cúc gắn size hết nha mọi người. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha, sandal nha mấy chị nha, sandal nha mấy chị nha, sandal, sandal xanh rêu từ 36 cho tới 40, sandal sandal hồng từ 36 cho tới 40, sandal kim tuyến màu đen từ 36 cho tới 40. Trời ơi, vẽ em không biết bao nhiêu lần so với người ta luôn á trời. Rồi sandal kim tuyến màu màu da từ 36 cho tới 40. Nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Chị đã nói là hôm nay chị không lai áo rồi mà chảnh akin. Chảnh akin gì ơi, các aki gì ơi, chị nói nãy giờ rồi mà em. Chị nói là hôm nay chị không lai áo. Đó, chị nói cho em khỏi đợi nãy giờ rồi mà. Rồi mấy chị nha, sandal kim tuyến rồi ok chị. Có 145 ngàn à. Nha mấy chị nha, không có sai nhỏ đâu chị ơi, từ 36 cho tới 40 ha. Ví dụ như nhiều khi cái chân của mấy chị nó bị bự, như cái chân của em này nó dài mấy chị, nó dài, nó từ 39 nhưng mà nó hơi dài, cho nên là em phải lấy 40. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, sandal kèm màu kèm size. Sandal kèm màu kèm size giùm em nha. Sandal kèm màu kèm size. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Ông đi hả? Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Đây mấy chị nha, sandal đen 40 rồi ok chị nè. Đây nha chị. Đây nha mấy chị nha, sandal chị nào lấy sandal lên giùm chị em, sandal. Sandal nha mấy chị. Sandal sandal ha. Sandal kim tuyến nha mấy chị nha, sandal kim tuyến đẹp quá trời. À, em có mã mắt kính mới nè mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn á trời. Nè mấy chị, mắt kính LV đen mới nè. Nè mấy chị coi cái logo nó dọc ở phía trên và phía dưới nè mấy chị, cái cúc nó này đẹp quá.
mắt kính đen LV mới nha mấy chị nha, mắt kính đen LV. Mắt kính đen LV em xem mấy chị 99.000 và giảm luôn 10% nữa. Rồi, mắt kính đen, mắt kính nâu cũng nè mấy chị ơi, đẹp quá. LV nè mấy chị coi nè. Ở này là có mã số nha. Cái này là có mã số này, còn cái này là nó có dập logo nè. Còn ở phía trên này nó cũng có logo phía trên này, và nó cái này nó có gắn cái cúc đó mấy chị, đẹp ghê luôn. Rồi màu nâu, chị nào ưng lên giùm chị em ha. Mắt kính nâu em có là 99.000 giảm thêm 10%. Rồi, mắt kính đen cũng 99.000 và giảm luôn 10%. Chị nào ưng lên giùm chị em nha. Ưng mắt kính nâu 99.000 hoặc là mắt kính đen 99.000 giảm luôn 10% nữa. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ưng mắt kính nâu lấy nâu, ưng đen lên đen giùm chị em nha mấy chị nha. 99.000 và giảm luôn 10% ha. Chị nào lại lên giùm chị em nha mấy chị. Nâu từ nâu 99.000 giảm 10%. Còn đen cũng vậy. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha mọi người. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Nhận hàng coi, em cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận. Cho nên là mấy chị yên tâm nha. Đeo nó rất là mát con mắt luôn, bởi vì là chống tia UV, chống tia cực tím nha mấy chị. Cho nên mấy chị đeo á là rất là đẹp luôn ha. Rồi để mấy chị coi giùm chị em này. Mắt kính nâu hoặc mắt kính đen nha mấy chị nha, có 99.000 à, giảm thêm 10% nữa nha mấy chị, chỉ còn có 80 mấy ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ, giảm 10% luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm chị em ha, mắt kính đen hoặc mắt kính nâu giùm chị em nha mấy chị nha. Việt Nam chị lên nãy giờ rồi em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ ha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha. Mắt kính nâu hoặc mắt kính đen, à bữa nay nó có cái mã mắt kính nam Việt Nam này mới này, em mới lên đúng không, có cái mã này đẹp xuất sắc luôn em ơi. Hàng cái mã này là mã cao cấp nha. Cái mã này nó chuẩn từng ly từng tí luôn, em kinh khủng. Này em coi cái quai nó này. Mã họ đẹp lắm, cái này nó không có dán. Cái này không có dán, cho mấy chị nào mà thích không dán á thì mấy chị mua cái loại không dán. Vsat màu xanh. Từ 35 cho tới 42 này mấy chị. Đẹp lắm. Các chị nào ưng thì lấy ha. Vsat này nam được, nữ được. Nam á thì lấy đúng size, nam mang 42 thì lấy 42, mà nam mang 40 thì lấy 40. Còn riêng chị em phụ nữ mình mang 39 thì lấy 38 thôi, mang 38 thì lấy 37 thôi, mang 37 thì lấy 36 thôi, có 125.000 à. Dòng rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, đẹp rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Chân mà xấu quê xấu quắc luôn mấy chị, mà mang lên không đẹp em cho mấy chị trả hàng luôn á nha mấy chị nha. Chân em bao, những chị mà chân đẹp rồi thì em không nói, tại vì mang cái gì cũng đẹp. Nhưng mà cái chân xấu mấy chị, cái chân vừa thô vừa xấu vừa đen vừa xấu gì đó không còn biết, mang lên mà không đẹp em cho mấy chị trả hàng nha mấy chị nha. Dạ cô nó đang chốt á cô ơi, nó đang chốt nha cô nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi mấy chị nha, đơn hàng 1 triệu có miễn ship. Dạ có nha Ly Đặng ơi. Đơn hàng trên 1 triệu là bên em có free ship mà. Giảm thì vẫn giảm ra rồi, mà đơn hàng 1 triệu trở lên là em vẫn free ship bình thường nha mấy chị nha. Chứ không phải không giảm đâu mà không free ship đâu, em vẫn free ship nha mấy chị. Tại vì nó có 3 ngày à, cho nên là em gồng được. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy gửi chị em Vsat màu xanh, gửi chị em Vsat xanh nha mấy chị nha, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn, từ 30 36 cho tới 40 này mấy chị coi giùm em nè. Đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, chân đẹp lắm, mang lên đẹp lắm mấy chị. Từ 36 cho tới 42 nha mấy chị nha. 36 cho tới 42. Rồi chị nào lấy lên nha em Vsat xanh 36 cho tới 42, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Vsat xanh 36 cho tới 42, chị nào lấy lên giùm cho em. 36 cho tới 42. Ở nữ thì mấy chị sụt lại một size, còn nam thì lấy đúng size giùm cho em là được ha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em mấy chị nha. Nam 38, 40, 42 mỗi màu xanh, mỗi size một đôi. Rồi ok Mỹ Lạc vỏ này. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Hết rồi chị Vi Thúy ơi. Nó không còn rồi chị. Rồi mấy chị nha. Rồi nha mấy chị, xanh đan kim tím màu đen có size gì? Từ 36 cho tới 40 nha chị ơi. Ví dụ như mà chân con chị mà bị to, ví dụ như chân mà 36 rưỡi thì lấy luôn 37 đi. 38 rưỡi thì lấy luôn 39 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha.
Dầu gội trị gầu em có luôn đấy chị, dầu gội trị gầu 195.000 nha chị. 195.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. 195.000 chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Chồng ơi, có đi chưa chồng? Chưa xong hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Dầu gội trị gầu này chị 195.000 giảm cho 10%. Dầu gội đặc trị gầu 195.000 giảm cho 10% nha chị. Dầu gội đặc trị gầu 195.000 và giảm thêm 10%. Dầu gội đặc trị gầu 195.000 và giảm thêm 10% nha chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Cái Dior to chị cái lấy, chị lấy cái mã Chanel này. Chanel nó cũng giống như Dior gì á, cái chữ to này. Chanel này em có size Chanel kem là có size từ 36 cho tới 39. Chanel đen em cũng có size từ 36 cho tới 39 luôn. Chanel kem từ 36 tới 39, Chanel đen từ 36 cho tới 39. Có 145.000 giảm luôn 10% nữa, bữa nay rẻ quá trời luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Đưa cho chị chiếc cái không biết còn sai nhiêu, màu da xanh đan kim tuyến màu da. Chị Phương Lê, chị chưa ghi chữ màu da kìa. Mắt kính nâu ok chị, hai xịt chuột rồi ok chị. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. À trà sữa hả, ai hỏi em trà sữa đâu này, trà sữa này chị, trà sữa em sale có 99.000 mà giảm 10% nữa, mới đau đớn cuộc đời. Trà sữa có 99.000 một bịch mà giảm luôn 10% nữa nha mấy chị nha. Trà sữa này mấy chị, trà sữa uống siêu ngon, giá của nó là 220.000 giảm mấy chị còn 99 và giảm luôn 10%, hứa danh dự luôn, không ngon cho trả hàng. Mấy chị mua cái này nè, mấy chị về mấy chị xé ra đi rồi mấy chị chế sữa đặc vô. Mấy chị chế sữa đặc vô rồi mấy chị pha nước ấm á mấy chị, nước ở tầm 40 độ, khuấy đều lên rồi đập đá bỏ vô uống ngon lắm. Nha mấy chị nha, trà sữa 99.000 lên đơn. Ô bữa nay đột giảm đi 10% nữa nha mấy chị. Cà phê sữa này nè. Trà sữa 99.000, cà phê sữa 99.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Có 99.000 thôi nha mấy chị nha, có 99.000 thôi, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Nếu mấy chị cà phê sữa hoặc trà sữa 99.000, rồi chị nào lấy lên đơn nha. Có 99 thôi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị mắt kính nâu đi, quá trời, nãy giờ bà lấy nâu không, bà không lấy đen ta. Các bà lấy nâu không hả? Sang quá trời luôn, có 99.000 luôn. Rồi mấy chị nha, em thấy rồi nha chị Kim Hội ơi. Rồi nha mấy chị nè, có 99.000 à, còn giảm thêm 10% nữa chứ. Mấy chị ơi, cái xanh đan kim tuyến này mấy chị, ví dụ như chân chị nào mà 39,5 thì lấy luôn 40, hoặc 35,5 thì lấy luôn 36 giùm chị em nha. Có nghĩa là mấy chị nè, mấy chị có nghĩa là chân chị nào mà hơi bị kích đó, thì mấy chị lấy tăng lên giùm chị em một size nha. Có nghĩa là chân mấy chị hơi kích đó, có nghĩa là 37,5 thì lấy luôn 38 đi. Do mấy chị chân rủi thì mấy chị làm tròn lên luôn ha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Trà sữa ok chị. Chanel size 38 màu kem. Màu kem chứ không có màu trắng nha chị. Cái này màu kem giùm em ha. Chanel size màu kem nha chị Nguyễn Thị Phượng. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Đây mấy chị nha, chép chữ H còn nha chị. Bữa nay không lại ông ngực của chị ơi. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Đây mấy chị nha. Đây mấy chị nha, cái chân em nhỏ hơn chân chị bị vướng. Chân em không có bị vướng. Đây Nguyễn Thị Phượng là Chanel kem. Rồi cà phê sữa này mấy chị, cà phê sữa ngon lắm. Siêu ngon, siêu thơm, siêu ngon luôn. Uống một phát là nhức cái nắp luôn. Một bịch như thế này em cũng xem mấy chị 99.000 và giảm luôn 10%. Chị nào lấy ghi giùm chị em nha mấy chị nha. Trà sữa hoặc cà phê sữa 99.000 giảm luôn 10%. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Hết rồi em ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Rồi dép chữ H đó thì em có màu đen, em có size từ 35 cho tới 39, 129.000 giảm 10%. Chữ H màu xanh rêu từ 35 cho tới 39, 129.000 giảm 10%. Chữ H màu cam từ 35 cho tới 39 giảm luôn 10%. Chị nào ưng chữ H lên giùm em, chữ H màu cam, chữ H màu xanh rêu, chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 giảm luôn 10%. Nha mấy chị nha, 129.000 và giảm 10%, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Chị mới đặt hôm nào, đặt hôm qua là hôm nay chưa chốt đâu chị. Đặt hôm qua là chưa chốt đâu, hôm qua là hôm nay chưa chốt nha chị nha. Nó mới chốt sơ sơ được có vài đơn à. Tới từ đây tới tối đi chị, nó cố gắng từ đây tới tối nó ráng chốt cho xong nha chị nha. Bây giờ chưa chốt đâu. Vậy thôi em xuống like nha mọi người ơi. Thôi em xuống like nha.
em xuống like nha mấy chị nha. Bye bye mấy chị, thôi em xuống like nha mọi người ơi. Bye bye.